chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với chương trình Nhìn từ Phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Và bây giờ là những nội dung đáng chú ý sẽ có trong chương trình. Yên Bái chi viện cho hai tỉnh Bình Dương và Bà Rịa Vũng Tàu. Quản lý công dân vùng dịch bằng hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Giữ ổn định mức học phí trong năm học mới. Gia tăng lừa đảo trên mạng do dịch Covid-19. Thưa quý vị và các bạn, mới đây, đoàn công tác của tỉnh Yên Bái đã lên đường vào hỗ trợ hai tỉnh Bình Dương và Bà Rịa Vũng Tàu phòng chống dịch bệnh Covid-19, trong đó có 20 cán bộ y tế hỗ trợ tỉnh Bình Dương và 10 cán bộ y tế hỗ trợ tỉnh Vũng Tàu. Đây đều là những cán bộ, nhân viên y tế có kinh nghiệm, năng lực, trình độ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chống dịch. Tính đến nay, tỉnh Yên Bái đã cử 7 đoàn công tác hỗ trợ các tỉnh bạn phòng chống dịch COVID-19. 4 đoàn công tác đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hỗ trợ chống dịch tại Bắc Ninh, Bắc Giang. 1 đoàn đang thực hiện nhiệm vụ tại tâm dịch nóng nhất cả nước, hiện nay là thành phố Hồ Chí Minh. Tiến đoàn công tác đi chi viện cho các tỉnh bạn. Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái Trần Huy Tuấn mong các y bác sĩ, điều dưỡng viên luôn giữ gìn sức khỏe và nỗ lực tối đa để chung tay cùng các đồng nghiệp đẩy lùi dịch bệnh, bảo vệ tính mạng và sức khỏe của nhân dân. Trước tình hình đơn vị cung cấp nguồn hàng cho một số siêu thị và chợ truyền thống trên địa bàn thành phố Hà Nội có các ca nhiễm COVID-19, Ủy ban Nhân dân quận Long Biên thành phố Hà Nội phối hợp với doanh nghiệp bán lẻ đã tổ chức thí điểm 4 điểm bán hàng lưu động trên địa bàn quận để đảm bảo đáp ứng nhu cầu hàng hóa thiết yếu cho người dân. Các điểm bán hàng lưu động này được tổ chức tại những địa bàn mà người dân khó tiếp cận với chợ siêu thị để mua sắm. Mặt hàng chủ yếu là các nhu yếu phẩm như thực phẩm tươi sống và thực phẩm khô với giá bán bằng giá niêm yết tại siêu thị. Mặc dù được bày bán ngoài trời nhưng các thực phẩm tươi sống đều được bảo quản tốt. Người dân đến mua hàng tại đây đều phải thực hiện khai báo y tế, kiểm tra thân nhiệt theo đúng quy định, không quá 5 người trong một lần mua sắm. Được biết, quận Long Biên đã phối hợp chặt chẽ với doanh nghiệp bán lẻ trong việc cung cấp kinh phí tổ chức điểm bán, xây dựng lực lượng kiểm soát phòng chống dịch bệnh. Nhờ đó, các doanh nghiệp bán lẻ đã có điều kiện để tổ chức nguồn hàng và nhân lực để triển khai hiệu quả các điểm bán hàng dự kiến sẽ kéo dài đến hết đợt giãn cách, theo chỉ thị số 16 của Chính phủ. Với diễn biến dịch bệnh tại Hà Nội phức tạp như hiện nay, Bộ Công Thương đã yêu cầu Sở Công Thương Hà Nội có phương án bố trí các điểm bán hàng lưu động trên địa bàn thành phố. Nếu mô hình này được nhân rộng, có thể vừa đảm bảo nhu cầu mua sắm của người dân, đồng thời giảm thiểu được các nguy cơ nhiễm bệnh khi tập trung quá đông người tại các điểm mua sắm như chợ truyền thống hoặc siêu thị. Tại Đà Nẵng, trong giai đoạn thực hiện cách ly toàn xã hội, theo nguyên tắc chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, một số doanh nghiệp thiết yếu vẫn được phép hoạt động và nhân viên của các doanh nghiệp này được cấp giấy đi đường để lưu thông qua các chốt kiểm soát. Lợi dụng quy định này thì nhiều doanh nghiệp tổ chức đã cấp giấy đi đường tràn lan, thậm chí là sai đối tượng, sai mục đích, gây ảnh hưởng không nhỏ đến công tác kiểm soát phòng dịch. Đây là 7 giấy đi đường không đúng quy định của một hợp tác xã vận tải trú trên địa bàn quận Hải Châu cấp cho nhân viên bị công an phường Hòa An, quận Cẩm Lệ phát hiện, thu giữ. Đáng nói hơn, thay vì chỉ cấp một giấy đi đường, hợp tác xã trên còn cấp thêm cho nhân viên của mình 6 giấy đi đường khác được ký và đóng dấu sẵn để đem về phân phát cho người dân ở khu dân cư. Hậu quả sẽ không lường hết được nếu số giấy đi đường này được sử dụng với những mục đích khác. Công an phường đang thực hiện cái việc xác minh làm rõ kẻ hở của công ty là không ghi họ tên địa chỉ của người được cấp đăng giấy, lợi dụng cái việc đó mà anh về trên khu dân cư mình và cho những người dân trong khu dân cư để thực hiện cái việc đi lại làm khó khăn trong cái việc thực hiện giãn cách xã hội. Không chỉ riêng ở địa bàn quận Cẩm Lệ mà tại hơn 200 chốt kiểm soát dịch của thành phố, lực lượng công an cũng kiểm tra và phát hiện nhiều trường hợp tương tự. Có trường hợp giấy đi đường được cấp cho những bộ phận không thiết yếu, không đúng đối tượng, không đúng mẫu quy định, thậm chí còn để trống những thông tin quan trọng. Việc Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng quy định lại mẫu giấy đi đường buộc phải có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền được xem là một giải pháp nhằm thắt chặt và quản lý giấy đi đường hiệu quả hơn. Các doanh nghiệp và cơ quan thì trong những trường hợp mà hết sức là cần thiết, cấp thiết thì mới cấp giấy đi đường, và cấp trong quá trình cấp thì phải đúng người, đúng địa chỉ, đúng quy định. Người dân thì khi được cấp giấy đi đường chúng ta cũng phải sử dụng cho đúng mục đích và cũng cần phải tuân thủ chặt chẽ các quy định về phòng chống dịch khi ra đường. Từ 12 giờ ngày 6 tháng 8, giấy đi đường theo mẫu mới có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền sẽ chính thức được áp dụng trên toàn địa bàn thành phố này. Bên cạnh sự nỗ lực quyết tâm của các lực lượng trong việc kiểm soát chặt chẽ giấy đi đường thì vẫn cần sự tự giác và ý thức nghiêm chỉnh thực hiện các quy định phòng dịch của mỗi người dân để sớm mang lại cuộc sống an toàn cho thành phố.
Trong đợt phòng chống dịch bệnh COVID-19 vừa qua, khâu hậu cần cách ly là một trong những điểm sáng của tỉnh Thừa Thiên Huế. Chính nhờ sự vào cuộc chung tay của các lực lượng thanh niên, phụ nữ đã giúp giảm tải các khu cách ly, đảm bảo từng phần ăn, chất lượng đến với công dân. Đây là hình ảnh những người trong cuộc ghi lại trong các khu cách ly tập trung. Tại đây, hơn 200 đoàn viên thanh niên, hội viên hội phụ nữ, lực lượng dân quân tự vệ của thành phố Huế và các cán bộ chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã được huy động để trực tiếp tham gia nấu ăn, phục vụ cho hơn 4.000 suất ăn tại khung cách ly. Mặc dù điều kiện thời tiết nắng nóng, song để có thể đảm bảo kịp giờ bữa ăn thì các lực lượng phải làm việc liên tục từ 6 giờ sáng và thường kết thúc công việc vào lúc 21 giờ tối. Bảo đảm ăn uống cho với con số hơn 4.000 công dân cách ly tại các khu, với khối số lượng công dân rất lớn, khối lượng công việc rất nhiều trong điều kiện thời tiết khó khăn, thiếu thốn cơ sở vật chất, nhưng được sự quan tâm của lãnh thủ trưởng Bộ Chỉ huy, sự chỉ đạo trực tiếp của phòng hậu cần và sự giúp đỡ của Hội Liên hiệp Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, chúng tôi đã bảo đảm đầy đủ những khẩu phần ăn đến cho các công dân cách ly. Đối với thực phẩm, chúng tôi được sự chỉ đạo của phòng cần, chúng tôi đã lựa chọn những khu vực, những thực phẩm ở những cửa hàng bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm và bảo đảm an toàn tuyệt đối. Với sự chung tay của các lực lượng, đặc biệt là thanh niên, phụ nữ, thì công tác bảo đảm hậu cần cho các khu cách ly luôn được thực hiện một cách kịp thời và chất lượng. Để các khâu, các bước được vận hành xuyên suốt và kịp thời gian, thì các lực lượng phải chia thành nhiều tổ, nhiều nhóm để thực hiện các phần việc. Với sự phân công hợp lý, khoa học, mà đặc biệt là tinh thần trách nhiệm của từng cá nhân đối với cộng đồng, với xã hội, các chị em đã không quản ngại khó khăn, vất vả, hoàn thành phần việc được giao một cách tích cực, nhiệt tình. Công việc ở khối lượng các khu cách ly rất là lớn, cần sự giúp đỡ của thanh niên rất là nhiều, nên em cố gắng là điều động rất càng nhiều đoàn viên càng tốt để công việc hỗ trợ các suất ăn đến với các công nhân cách ly thì hoàn thành được sớm hơn. Thì chúng tôi là như những người chiến sĩ đó. Nếu khi tổ quốc cần là chúng tôi sẽ có mặt ngay. Chúng tôi tất cả là vì cộng đồng, vì xã hội. Sau những công đoạn vất vả chế biến, thì những suất cơm chứa bao nghĩa tình của các lực lượng đã được cán bộ chiến sĩ vận chuyển đến từng khung cách ly cho các công dân. Những suất cơm đó thực sự đem đến cho các công dân sự ấm áp của nghĩa đồng bào trong đại dịch. Với sự đoàn kết đồng lòng của mọi tầng lớp nhân dân, tin tưởng rằng dịch bệnh sẽ nhanh chóng được đẩy lùi và cuộc sống sẽ sớm trở lại bình thường. Thưa quý vị và các bạn, ngày 5 tháng 8, Bộ Công an ra mắt hệ thống quản lý di biến động công dân vùng dịch gắn với hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Cụ thể, cơ chế được vận hành bằng cách người dân kê khai thông tin qua website sukhoe.dancuquocgia.gov.vn. Từ đây, thông tin sẽ được đối chiếu với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cho ra một mã QR có giá trị sử dụng trong 72 giờ. Người khai báo sẽ không phải đăng nhập và không cần tài khoản riêng. Khi hệ thống đi vào vận hành, ở mỗi trạm kiểm soát, cán bộ công an sẽ đăng nhập vào hệ thống người dân đi qua, chỉ cần quét mã và không cần dừng lại khai báo. Hiện hệ thống đã được triển khai thử nghiệm tại chốt kiểm soát cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ Hà Nội và các điểm kiểm soát trên toàn bộ tỉnh Quảng Ninh. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã trình Chính phủ sớm ban hành nghị định, trong đó có quy định giữ mức học phí của năm học 2021-2022 ổn định như năm cũ. Nghị định dự kiến ban hành trong tháng 8, bên cạnh các chính sách miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập theo quy định của nhà nước, các bộ ngành, ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nghiên cứu và chỉ đạo các cơ sở giáo dục kêu gọi huy động nguồn lực của xã hội để có các chính sách hỗ trợ thêm như miễn giảm giãn thời gian đóng học phí và các khoản thu dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục, đào tạo cho học sinh, sinh viên và gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong năm học mới. Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 7 tháng 8, quy định về chuẩn đào tạo đại học sẽ có hiệu lực và đây là thuận lợi cho việc xét của các trường. Tuy nhiên, hiện đang có sự chuyển dịch khá rõ nét trong các ngành được thí sinh đăng ký nguyện vọng 1, cho thấy nhu cầu của thị trường lao động trong những năm tới, đồng thời sẽ là thách thức với các thí sinh trong mùa tuyển sinh năm 2021. Thời điểm này, nhiều trường đại học đã thông báo điểm sàn để thí sinh tham khảo quyết định nộp hồ sơ.
Ngành báo chí và thông tin năm nay có trường lấy tới 28 điểm, nhưng dự báo sẽ còn cạnh tranh mạnh hơn vì tổng số chỉ tiêu tại các trường đại học là 6.500, nhưng lại có tới 100.000 hồ sơ đăng ký. Cái tính hiện đại của các cái ngành thì có thể nói là thu hút giới trẻ rất lớn. Báo chí truyền thông thì ai cũng thấy rất là hiện đại cả, đặc biệt là đối với thanh niên rất là hấp dẫn, đặc thù nghề nghiệp. Cái thứ hai nữa là hiện nay thì sinh viên ra trường ấy, học những cái ngành này thì gần như là đến năm thứ ba thì đã có cái vị trí công việc tương đối ổn, có thu nhập. Đối với ngành PR, ngành báo chí, ngành quản trị lữ hành, ngành quản trị khách sạn, thậm chí nữa là Nhật Bản học, Hàn Quốc học, Đông Phương học thì đến năm thứ ba là đi thực tập đã có lương rồi. Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo, có 5 nhóm ngành thí sinh đăng ký cao nhất là quốc phòng, an ninh, báo chí và thông tin, nghệ thuật, du lịch khách sạn dịch vụ cá nhân, khoa học xã hội. Việc đăng ký này dựa trên các thông tin về nhu cầu việc làm và khả năng làm việc sau khi ra trường được công bố công khai tại các trường, nhu cầu nghề nghiệp của từng giai đoạn. Mọi người thì cứ cho rằng đấy là nghịch lý, nhưng nó cũng là cái điều mà chúng ta cũng rất dễ là giải thích thôi. Tức là có những ngành thì tại cái thời điểm trước mắt, nếu như bị tác động bởi dịch bệnh, thì có thể là người ta sẽ chuyển ngay, chuyển hướng ngay. Ví dụ như công nghệ thông tin, tức là có thể tác nghiệp trên trực tuyến. Thế nhưng đối với ngành quản trị khách sạn chẳng hạn, hoặc quản trị du lịch lữ hành, thì mình cũng có thể thấy là đang bị chịu cái sự tác động trực tiếp của dịch bệnh. Nhưng vì sao thí sinh chọn, phụ huynh quan tâm? Là bởi vì là những cái ngành này đang có cái xu thế và dự báo là sau khi mà dịch bệnh được kiểm soát thì sẽ có cái sự quay trở lại, tức là hồi phục rất là nhanh. Giải điểm dưới 26 sẽ có khả năng tăng từ 1 điểm dưới điểm điểm chuẩn. Còn đối với giải điểm trên 27 điểm dưới thì cái khả năng tăng rất là thấp. Đặc biệt là cái tổ hợp mà sử dụng là A01, tức là toán lý Anh, hoặc là D01 là toán văn Anh thì có khả năng điểm chuẩn sẽ tăng khoảng 1 điểm rưỡi. Các cái tổ hợp như A00, B00 hoặc C00 thì dao động là tương đối thấp, khoảng 0,5 điểm mà thôi. Việc thí sinh đăng ký tập trung vào một số nhóm ngành thể hiện nguyện vọng của thí sinh và phần nào nhu cầu sự chuyển dịch của thị trường lao động, của nền kinh tế. Đây là điều bình thường vẫn diễn ra mỗi kỳ tuyển sinh từ nhiều năm nay. Các trường cũng đang rất là tích cực trong việc truyền thông cũng như là để cho thí sinh, cho phụ huynh, cho xã hội hiểu biết hơn về những cái lĩnh vực đào tạo của mình và những cái cơ hội nghề nghiệp và cơ hội đóng góp của các em cho Việt Nam, cho thế giới trong những năm tiếp theo. Và tôi tin rằng cái xu hướng sẽ phải chuyển dịch ngày càng theo hướng tích cực hơn và phục vụ thực chất cho nền kinh tế của chúng ta. Sau khi thí sinh dự thi trung học phổ thông đợt 2 có kết quả, hệ thống đăng ký thay đổi nguyện vọng của Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ mở ra cho các thí sinh một lần nữa để sửa đổi đăng ký của mình. Các em cần rà soát lại các ngành và trường đại học đã lựa chọn dựa trên sở thích, năng lực của bản thân, xem kỹ các điều kiện và tổ hợp xét tuyển của từng ngành, từng trường và phổ điểm các môn thi để có dự đoán về xu hướng tăng hay giảm của điểm chuẩn. Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định thành lập Hội đồng Thẩm định Nhà nước, thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đầu tư công trình đường bộ cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025. Theo đó, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư là Chủ tịch Hội đồng. Dự án được chia thành 12 dự án, thành phần vận hành độc lập. Đầu tư giai đoạn 2021-2025, toàn bộ 12 dự án thành phần giải phóng mặt bằng theo quy mô 6 làn xe, riêng các dự án thành phần đoạn Cần Thơ, Cà Mau theo quy mô 4 làn xe như quy hoạch đã được phê duyệt. Sơ bộ tổng mức đầu tư là 118.672 tỷ đồng, bao gồm 61.628 tỷ đồng vốn nhà nước thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và 57.044 tỷ đồng vốn huy động ngoài ngân sách. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết, giải ngân vốn đầu tư công 7 tháng, Bộ ước đạt 4.183 tỷ đồng, tương đương với 42,48% kế hoạch. Để đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, đơn vị này tập trung chỉ đạo tháo gỡ khó khăn vướng mắc để giải ngân nhanh các công trình, dự án góp phần tác động đến tăng trưởng phục vụ sản xuất cũng như phòng chống thiên tai, đặc biệt các dự án quan trọng quy mô lớn. Bộ tổ chức định kỳ đột xuất các hội nghị trực tuyến giao ban xây dựng cơ sở, kiểm tra, giám sát để kịp thời nhận diện vướng mắc của từng dự án chủ đầu tư, đồng thời có giải pháp cụ thể tháo gỡ, đặc biệt là việc đền bù giải phóng mặt bằng. Đồng thời tăng cường kiểm tra tiến độ dự án để đôn đốc cùng chủ đầu tư kịp thời tháo gỡ vướng mắc trong quá trình thực hiện.
Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho biết qua kiểm tra trên hệ thống cập nhật dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình của các phương tiện và các ý kiến phản ánh, nhiều phương tiện sử dụng giấy nhận diện luồng xanh giả hoặc đi sai tuyến đường chở hàng hóa và chở người không đúng đối tượng, đúng mục đích đã đăng ký lưu hành trên luồng xanh. Tổng cục đã đề nghị Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 các tỉnh, thành phố chỉ đạo các lực lượng chức năng tại địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát tại các chốt kiểm soát và địa điểm tập kết phương tiện, tiến hành hậu kiểm với các doanh nghiệp có phương tiện được cấp thẻ nhận diện phương tiện có mã QR code hoạt động trên luồng xanh, thường xuyên kiểm tra lộ trình hoạt động của các phương tiện trên hệ thống cập nhật dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình của các phương tiện. Tổng cục cũng yêu cầu các sở giao thông vận tải chấn chỉnh chủ xe, người đứng đầu các đơn vị vận tải có xe vi phạm. Nếu tiếp tục vi phạm, ngoài việc xử lý theo quy định áp dụng thu hồi thẻ nhận diện, không gia hạn hoặc từ chối không cấp thẻ nhận diện có mã QR code hoạt động trên luồng xanh. Công an quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội vừa bắt nhóm đối tượng đóng giả lực lượng kiểm soát phòng chống dịch bệnh để thực hiện hành vi cưỡng đoạt tài sản. Quá trình bắt quả tang các đối tượng, lực lượng chức năng đã thu giữ những tang vật gồm 3 dùi cui gỗ, 1 gậy chỉ huy giao thông, 2 dùi cui điện, 3 bộ đàm, 1 súng bắn đạn nhựa và số tiền 341.000 đồng. Trước đó, 6 đối tượng mặc quần áo dân quân tự vệ ra đường tìm những người vi phạm quy tắc phòng chống dịch. Khi phát hiện người vi phạm thì yêu cầu dừng xe tiến hành kiểm tra và đe dọa với mục đích làm người vi phạm sợ phải đưa tiền để được bỏ qua lỗi. Thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây, tại Việt Nam, lợi dụng diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, các đối tượng xấu đã thực hiện nhiều hành vi lừa đảo trục lợi qua không gian mạng. Và đáng chú ý, các vụ lừa đảo này đều sử dụng nhiều thủ đoạn đa dạng, lợi dụng nội dung, thông tin dịch bệnh đánh vào tâm lý hoang mang, lo sợ lây nhiễm COVID-19, làm cho người dân mất cảnh giác và mắc bẫy. Giả mạo làm nhân viên y tế, cơ quan chức năng, gửi thư điện tử, đường dẫn liên kết có chứa mã độc nhằm đánh cắp thông tin cá nhân. Tương tự hình thức này là các website giả mạo cơ quan nhà nước, ngân hàng để lừa người dân khai báo thông tin, từ đó dễ dàng truy cập, chiếm đoạt tiền trong ngân hàng. Đăng thông tin giả mạo về hoàn cảnh khó khăn của bệnh nhân COVID-19 trên mạng xã hội để vận động quyên góp từ thiện. Hay một hình thức tinh vi mới xuất hiện là lừa tiêm vaccine phòng COVID-19 dịch vụ. Về cơ bản thì đều sử dụng các kỹ thuật cũ. Tuy nhiên rằng là với cái tình hình của cái tình người dùng sử dụng mạng Internet Việt Nam hiện nay ấy, thì hầu hết những người dân thì đều đang có cái sự rất là tò mò, hiếu kỳ cao với cả các cái nguồn tin nóng, nguồn tin hot trên mạng. Thứ hai là người dân cũng chưa có cái sự ý thức chủ động tự bảo vệ bản thân cũng như là cái phản xạ sử dụng mạng Internet an toàn. Theo các chuyên gia, có hai xu hướng lừa đảo chính trên không gian mạng gần đây. Trước tiên, đối tượng lợi dụng tâm lý lo lắng về sức khỏe để lừa đảo. Và thứ hai là sử dụng tài chính để thu hút người dân. Dựa trên việc là họ quảng cáo những cái chương trình khuyến mãi, những cái chương trình tặng quà của các nhãn hàng lớn như Vinmart, Copmart, Điện Máy Xanh để vượt qua cái sự cảnh giác của người dùng để lừa đảo, từ đó lừa đảo và chiếm đoạt những cái thông tin của người dùng. Nhằm hỗ trợ người dân, Trung tâm Giám sát An toàn Không gian mạng Quốc gia, Bộ Thông tin và Truyền thông đã cung cấp miễn phí hệ sinh thái tín nhiệm mạng. Đây chính là màng lọc kỹ thuật, góp phần ngăn chặn, hạn chế các vụ lừa đảo trên mạng. Hàng ngày thì Trung tâm cũng nhận được hàng trăm các cuộc gọi cảnh báo và từ đấy thì chúng tôi có căn cứ cơ sở để đánh giá và thực hiện ngăn chặn các cái hành động đấy. Bên cạnh đấy thì là các cũng đề nghị là các cái nhãn hàng chúng ta cũng cần phải tích cực là tuyên truyền và khuyến cáo đến những người dân sử dụng cái dịch vụ của mình. Ngoài ra, người dùng Internet có thể trực tiếp gửi các đường link tình huống lừa đảo trực tuyến hoặc nghi ngờ là lừa đảo đến trang cảnh báo an toàn thông tin Việt Nam, đường dây nóng 113, trang Facebook của Công an thành phố Hà Nội, đường dây nóng Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao. Bên cạnh nỗ lực của các cơ quan chức năng, người dân cũng cần phải tự nâng cao cảnh giác, đề phòng cao độ để tự bảo vệ mình và người thân trước những nguy cơ lừa đảo. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình Nhìn từ Phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.